chương 554, sống không bằng chết. Như vậy phản ứng, nháy mắt làm Phượng Trường Duyệt trong lòng nhảy dựng. Tự hồ, người này, nhận thức A dạ giống nhau. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lại là phát hiện A dạ không biết khi nào. Lại là đem trên mặt mặt nạ gỡ xuống, lộ ra chân thật dung nhan. Màn trời ám trầm, mưa to như chút nước thiên kiếp không ngừng rớt xuống mà xuống ánh lượng hắn dung nhan. Cặp kia mắt phượng bên trong, làm như có sắc nhọn quang hiện lên làm nhân tâm trung phát lạnh ngươi ngươi là như thế nào sẽ người nọ sắc mặt trắng bệch mới vừa rồi kiêu ngạo lúc này toàn bộ tan đi chỉ còn lại có đầy mặt kinh hoàng sợ hãi như là nhìn thấy gì đáng sợ cảnh tượng giống nhau mà hắn phía sau vài người thấy vậy cũng đều là đầy mặt nghi hoặc theo bản năng nhìn về phía hiên viên đêm đều là nhíu mày tựa hồ không quá lý giải vì sao sư huynh sẽ là cái dạng này phản ứng sư huynh ngài làm sao vậy người này là ai một người thật cẩn thận mở miệng, đáy mắt cũng là có vài phần thấp thòm. Cái này sư huynh, xưa nay tính tình ngang ngực kiêu ngạo, bọn họ chưa từng có gặp qua hắn như vậy hoảng loạn bộ dáng. Tự hồ ngay sau đó, liền sẽ bị người giết giống nhau. Kia nam nhân làm như không có nghe được, mặc dù là nghe được, lúc này cũng đã hoàn toàn không rảnh lo. Người này, này dung nhan, mặc dù là qua như vậy lớn lên thời gian, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai chính là hắn không phải đã chết sao? Không phải đã hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này sao? Ngươi là người hay quỷ? Nghe được hắn lời này, Mục Lãnh chi sắc mặt càng thêm âm trầm. Lại là câu môi lạnh lùng cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là cố nhân. Hắn thanh thanh đạm đạm mở miệng, như là nhiều năm không thấy bằng hữu, rốt cuộc chạm mặt, nhưng mà ngữ khí bên trong lại là mang theo rõ ràng lạnh băng cùng hận ý người nọ nghe được hắn nói chuyện, rốt cục là có điểm phản ứng, chậm rãi quay đầu đi, đương nhìn đến mục lãnh chi thời điểm, biểu tình làm như có chút mê mang, nhưng mà ngay sau đó, lại là đột nhiên ý thức được cái gì, đáy mắt hiện lên hoàn toàn khiếp sợ. Người này, cư nhiên cũng ở, như vậy, những người này, đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được một trận gió lạnh chợt đánh úp lại hắn theo bản năng lui về phía sau, lại bởi vì tâm thần đã thất thủ, cho nên căn bản không hề trở tay chi lực ngay sau đó, đó là cảm giác được cổ bị người gắt gao bóp chủ. Sư huynh! Phía sau mấy người thấy vậy, lập tức kinh hãi, hô to một tiếng liền phải ra tay, lại là bị mục lãnh chi lạnh băng ánh mắt đinh tại chỗ. Không nghĩ hắn lập tức chết, liền thành thành thật thật đợi. Đồng thời, làm như vì chứng minh hắn nói, bàn tay tức khắc buộc chặt người nọ tức khắc vươn tay muốn cầm mục lãnh chi tay giảm bớt chính mình hô hấp lại là không hề tác dụng sắc mặt nhanh chóng trướng thành màu gan heo lúc sau càng là liên tục ho khan lên hiên viên đêm mi sắc nhàn nhạt xem ra mấy năm nay thời gian huyền thiên nhai người cũng không có cái gì tinh tiến vẫn là giống như trước đây phế vật giống nhau người nọ nghe vậy đôi mắt nhất thời trường lớn như là nghe được cái gì đáng sợ nói giống nhau lại là lần thứ hai bắt đầu điên cuồng dãy rụa lên Người này, người này cư nhiên còn sống. Hắn cư nhiên lưu chữ hắn mệnh. Hiên viên đêm thanh lãnh thanh âm xẹt qua bầu trời đêm như là xương không tiếng động rơi xuống. Lại mang theo hơi lạnh thấu xương. Hồi lâu không thấy tự nhiên là phải hào hào chiêu đãi. Mục lãnh chi trên mặt ý cười hòa thuận vui vẻ, không biết người còn tưởng rằng hắn gặp được nhiều năm chưa từng liên hệ bạn tốt chỉ là trên tay kính đảo, lại là càng thêm đại. Nghe được hiên viên đêm nói, hắn cười ứng, ngay sau đó đó là nhấc chân, hung hăng đá vào người nọ đầu gối phía trên. Răng rác. Thanh Thúy gãy xương thanh truyền đến, người nọ sắc mặt tức khắc một bạch. Bởi vì kịch liệt đau đớn, thậm chí liền gương mặt đều vặn vẹo lên, toạt nhìn thập phần đáng sợ. Hắn theo bản năng chân mềm nhũn. Liền muốn quỳ xuống đi xuống, lại là bị mục lãnh chi bóp trụ cột thập phần xấu hổ mà thống khổ huyền treo ở hắn trên tay kia nam nhân phía sau mấy cái tuổi trẻ nam nhân thấy vậy. Cũng đều là đi theo tâm đột nhiên nhảy dựng, muốn sông lên đi, rồi lại lòng có kiên kỳ. Sư huynh thực lực đã là tám tinh linh thánh, mặc dù là ở huyền thiên nhai bên trong, không coi là xuất sắc nhất, lại cũng bởi vì thâm chịu mặt trên trường lão tin cậy mà vẫn luôn địa vị không thấp. Có từng từng có như vậy bị người khi dễ vũ nhục lại không hề trở tay chi lực tình huống. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là đối diện cái kia một thân hắc y nam nhân, tuy rằng thực lực sâu không lường được, nhưng là những người khác nhìn qua lại đều là thực lực thấp kém. Nếu là hai bên đánh lên tới, bọn họ cũng chưa chắc sẽ không thắng. Nhưng mà sư huynh lại là một chút phản kháng ý tứ đều không có. Cả người đều thập phần chật vật, sắc mặt cực kém, ánh mắt lại là mờ mịt, nếu là nhìn kỹ đi. Còn có thể nhìn đến nơi đó mặt sợ hãi thật sâu chi sắc đối phương cũng bất quá như thế hắn vì sao dường như sợ thành cái dạng này nhưng mà đang ở do dự thời điểm mục lãnh chi đã lần thứ hai một chân bay ra suy ở hắn bụng phía trên hắn thân thể đột nhiên một loan làm như cực kỳ thống khổ môi sắc đều có chút trắng bệch nhiễm nghiễm nhiên là thống khổ tới rồi cực hạn mấy người ở bên cạnh nhìn trong lòng lại là phẫn nộ lại là lo lắng bọn họ lại là không biết mục lãnh chi này nhìn như đơn giản hai hạ lại là dùng tám phần lực lượng mặt ngoài xem bất quá là đập hắn hai chân trên thực tế lại là mang theo ám kình ở chạm vào trong nháy mắt đó là hung hăng tập nhập người nọ thân thể hắn lúc này nói không ra lời trên thực tế cũng đã cảm nhận được chính mình đầu gối hoàn toàn vỡ vụn thậm chí xương đùi đều mơ hồ đã vỡ ra mà trên bụng nhỏ ai đến kia một chân thậm chí làm ngũ tạng lục phủ đều dịch vị cơ hồ đều tễ tới rồi cùng nhau vô cùng thống khổ nhìn hắn không tiếng động mà thống khổ bộ dáng hiện trường một mảnh tĩnh mịch mục lãnh chi nhướng mày trên dưới đánh giá hắn một vòng làm như có chút cảm thán lại mang theo một tia khinh thường năm đó như vậy uy phong nhân vật hiện giờ lại là thành như vậy bộ dáng thật là không biết nếu là bị người thấy được sẽ nghĩ như thế nào đâu người nọ nghe vậy thân thể kịch liệt run lên tựa hồ nhớ tới cái gì thân thể run dày càng thêm lợi hại ta ta chỉ là vô tình không vô tâm mục lãnh chi đầu tiên là buông lỏng ra cổ hắn làm như có chút muốn biết hắn tính toán nói cái gì ta cũng là bị buộc a à, ngài ngài thả ta cầu xin a à. cái kia cầu tự vừa ra tới mục lãnh chi biểu tình đó là đột nhiên biến lãnh rồi sau đó bóp cổ hắn hung hăng quán ra phanh người nọ thân thể hung hăng nện ở kia đã hoàn toàn sụp đổ trở thành một mảnh phế tích ngọn núi phía trên mà kia mặt trên cũng vừa lúc có một khối sắc nhọn cục đá hoành ở hắn tạp lặc mà đi thời điểm toàn bộ vai trái nháy mắt bị xuyên thấu hắn vai trái lập tức huyết nhục mơ hồ mấy người đều là giật mình ở đương trường sư huynh chính là linh thánh cường giả lực lượng cơ thể cũng là phi thường cường hãn như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bị cục đá xuyên thấu sau một lát bọn họ đó là nhìn đến kia nam nhân trên người làm như có cái gì dần dần vựng nhiễm mở ra ám trầm màn trời hạ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn quần áo, tựa hồ bị cái gì thấm ướt, rồi sau đó dán ở thân thể phía trên. Là huyết, cứ việc thấy không rõ tích, chính là kia cổ dần dần nùng liệt huyết tinh hơi thở, lại là nhanh chóng tràn ngập đi lên. Một đạo màu bạc kia chớp nháy mắt từ giữa không trung phía trên rơi xuống. Kia một chốc mọi người đều là xem rành mạch, kia bị đinh ở vách núi phía trên nam nhân, toàn bộ thân thể. Lại là đều đã bị huyết nhiễm hồng hơn nữa kia rõ ràng không phải từ vai trái bị thương địa phương tràn ngập mở ra mà là kia kia huyết như thế nào sẽ như vậy đều đều một người run dày mở miệng tất cả mọi người chú ý tới điểm này kia huyết như là không cần tiền giống nhau điên cuồng từ thân thể hắn trào ra mà bất quá là trong nháy mắt đó là đã tràn ngập toàn thân thậm chí còn có thể nhìn đến không ngừng có huyết nhỏ giọt mà xuống có thể tạo thành như vậy kết quả chỉ có một lớn nhất khả năng đó chính là hắn kia huyết cũng không gần là từ vai trái toát ra tới, mà là toàn thân đều ở chảy ra huyết tới. một chốc, đoàn người lông tơ dựng ngược, cơ hồ bị này quỷ dị suy đoán kinh sợ. này sao có thể? mới vừa rồi người nọ rõ ràng chỉ là đá hai hạ như thế nào sẽ? làm như vì trần an người một nhà, một người cổ đủ khí mở miệng chỉ là lời còn chưa dứt mọi người đó là nhìn đến ấn bị đinh ở vách núi phía trên nam nhân, nguyên bản biểu tình mê mang. Lúc này đi là đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Thanh âm kia như là từ địa ngục bên trong truyền ra, thậm chí làm nghe được người đều trong lòng phát lạnh. Mấy người kia cũng đều là sững sốt, ngay sau đó, đó là nhìn đến nam nhân kia như là điên rồi giống nhau, xé rách quần áo của mình hắn bị kia bén nhọn núi đá xuyên cái thấu, tùy tiện vừa động đó là kịch liệt đau đớn, nhưng mà lúc này hắn lại như là hoàn toàn cảm thụ không đến như vậy thống khổ giống nhau, kịch liệt dẫy rụa lên. Mà hắn trên người quần áo cũng là nháy mắt bị xé sách vỡ ra. Một chốc sở hữu thanh âm đều biến mất. Hiền viên đêm lại là đã trước tiên một cái chớp mắt đi phía trước đi rồi một bước vươn tay đem Phượng Trường Duyệt ôm vào trong lòng. Đem nàng đầu ấn ở trong lòng ngực. Không cần xem phượng trường duyệt chôn ở hắn trong lòng ngực trước mắt một mảnh ám hắc chỉ chóp mũi tràn ngập quen thuộc lãnh hương. Hắn tự nhiên không phải sợ nàng nhìn đến cái gì huyết tinh cảnh tượng rốt cuộc lúc trước trải qua quá không ít như vậy tình cảnh bất quá trong lòng lại là bỗng nhiên nổi lên ý niệm. Chớp một chút đôi mắt thấp giọng nói ta muốn nhìn. Hiền viên đêm nhướng mày, nguyên bản nhìn kia cách đó không xa cảnh tượng con ngươi, nháy mắt thu hồi, nhìn về phía trong lòng ngực nhân nhi. Nàng kéo kéo hắn góc áo ta muốn xem trong giọng nói không tự giác mang lên một cổ làm nũng tùy hứng ý vị nàng khó được như thế ấm áp thân thể kề sát nháy mắt làm hiên viên đêm con người ám trầm xuống dưới hắn thanh quý mặt mày chi gian làm như hiện lên một tia hứng thú dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói muốn nhìn phượng trường duyệt câu môi cười điểm điểm đầu trở về ta ngươi tùy tiện xem những người khác tưởng đều không cần tưởng liền tơ vàng linh vương hắn hiện tại đều phải nhịn không nổi còn có thể chịu đựng làm nàng xem nam nhân khác xé quần áo bộ dáng. Hắn còn sợ ô uế nàng mắt đâu. Phượng Trường Duyệt nháy mắt ở hắn bên hông nhẹ nhàng ninh một phen, ngữ điệu lại là mang theo ý cười. Người có cái gì đẹp? Hiên viên đêm trầm mặc một lát. Đích xác, phía trước ngươi đều không có hào hào xem đâu. Phượng Trường Duyệt tức khắc ý thức được tựa hồ chọc phiền toái, thấp giọng ho khan một tiếng, liền phải rời đi hắn ôm ấp, lại phát hiện vẫn là bị người gắt gao ôm bả vai, duy độc bên hông lại chỉ là tùng tùng ôm. Hắn thanh âm thanh đạm, làm như không chút để ý, lại mang theo một cổ vô pháp chống cự ý vị. Tiếp theo, nhất định làm ngươi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, hảo hảo xem xem. Ân, Phượng Trường Duyệt không nói lời nào, chỉ cảm thấy nhĩ tiêm làm như có chút nhiệt. Nàng chính là ngốc tử, cũng nghe ra tới này nhìn như trêu chọc lời nói chung u oán. Bất quá ngẫm lại, a à dạ giống như cũng thật là rất đáng thương. Phi, không biết xấu hổ tiểu bạch ở tiểu không gian chừng mắt chửi ầm lên ta còn tưởng rằng hắn người như vậy luôn là muốn tự giữ thân phận có điểm cảm thấy thẹn tâm không nghĩ tới a à không nghĩ tới cư nhiên như vậy không biết xấu hổ còn hào hào xem xem ta phi ta chủ nhân từ trong ra ngoài ta xem nhất rõ ràng rõ như ban ngày dưới Cư nhiên dám nói như vậy thật là một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có a à phi Hoa hoa ở bên cạnh cắn ngón tay, đảo mắt nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái. Tiểu bạch hiện tại bên ngoài, hình như là ban đêm a à, còn hạ mưa to đâu. Tiểu gia chính là như vậy vừa nói. Người tiểu hài tử không hiểu đừng loạn chen vào nói. Hoa hoa mếu máu, nga. Dù sao cha cùng mẫu thân hiện tại hòa hảo, còn có cái gì không cao hứng. Dù sao nó cảm thấy, hiện tại so trước kia thật là hào quá nhiều. Cha mẫu thân ở bên nhau, còn có cái gì không tốt đâu tiểu thanh nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh đãi ở tiết sơn dưới con sông bên trong, vui sướng bơi lội lên. Tiểu bạch nhãn ra nhảy nhảy, thoát khỏi, người là một con rồng A, à, có thể hay không có điểm giác ngộ, người hẳn là ở trên trời phi mà không phải ở trong nước du A. À. Tiểu thanh dừng lại, ngẩng đầu, theo bản năng liền phải phun tin tử, bị tiểu bạch ánh mắt kinh sở, lại ủy khuất cúi đầu. Nó chính là thói quen A, à. chính là thích như vậy A, à. nó một chút đều không thích phi nếu là làm long còn không có làm xà vui vẻ kia vì cái gì muốn trở thành một con rồng nhìn đến nó bộ dáng này tiểu bạch bất đắc dĩ vẫy vẫy tay ánh mắt tan rã tính tính tiểu ra thật là lo chuyện bao đồng a à, tiểu thanh ngay sau đó không hề để ý tới nó thẳng bơi lội đi xuống trong khoảng thời gian này tuy rằng chủ nhân cảnh giới không có như thế nào tăng lên nhưng là tiểu trong không gian mặt lại là vẫn luôn phát sinh biến hóa nguyên bản cũng đã có sơn xuyên con sông, so trước kia càng thêm tinh tế, dần dần diễn biến cơ hồ đã cùng bên ngoài cảnh sắc vô nhị. Có đôi khi, nó ở bên trong này, thậm chí sẽ cảm thấy. Căn bản không phải ở cái gọi là tiểu không gian, mà là ở một cái tân địa phương đâu. Kia cổ nùng liệt hương khí, lại xuyên lại đây. Tiểu thanh quay đầu nhìn lại, ở tiết sơn phía trên, một cái nho nhỏ kim sắc quang đoàn, đang ở tàn mắt ra nhàn nhạt phát sáng. Kia quang mang một minh một ám, làm như hô hấp giống nhau thứ này đã bỏ vào tới một hồi lâu, trên người vẫn luôn phát ra từng đợt mùi hương, thật là mê người thực. Chỉ là chủ nhân đã phân phó tuyệt đối không thể động nó, chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem. Như vậy nghĩ tiểu thanh cam vàng sắc đôi mắt ảm đạm không ít, làm như có chút tiếc nuối. Bất quá cuối cùng, vẫn là chìm vào đáy nước thẳng du tàu. Mà kia một đoàn nho nhỏ quang đoàn, tản mắt ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, không lóa mắt còn có thể mơ hồ nhìn đến nơi đó mặt làm như có thứ gì, lặng lặng đợi. Nếu không phải không ngừng có năng lượng bị hút vào, chỉ sợ chúng nó đều phải cho rằng phương diện này vật nhỏ đã chết. Tiểu Bạch Đảo mắt nhìn lại, hai móng bế lên, nhìn chằm chằm kia nho nhỏ một đoàn. Kim sắc, hừ, nó nhưng thật ra muốn nhìn, có thể ra tới cái thứ gì. Mà bên kia, không người chú ý tới Phượng Trường Duyệt cùng Hiên Viên đêm chi gian giao lưu, bởi vì sở hữu ánh mắt đều đã bị hấp dẫn qua đi mặc dù là thương ly phượng sâm, nhìn quen sinh từ trường hợp đường thấy rõ đã xảy ra gì đó thời điểm cũng là nhịn không được thần sắc khẽ biến. Mà mấy người kia ở ngắn ngủi ngây người lúc sau. Càng là kinh sợ nói đều nói không nên lời. Bởi vì ở xé rách rớt quần áo của mình lúc sau, bọn họ mới phát hiện nam nhân kia trên người làn da, lại là không biết khi nào, hoàn toàn bị xé rách bóc ra. Chỉ còn lại có máu tươi đầm điều huyết nhục cùng xương cốt, bại lộ ở không khí bên trong, thê lương huyết tinh. Mấy người kia ngay từ đầu không phản ứng lại đây, đường thấy rõ thời điểm, nháy mắt cảm thấy một cổ lạnh lẽo thoán thượng xương sống. Những người đó, những người đó, cư nhiên thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Một người quay đầu đi, nhìn như chấn định, nhưng mà run dày thanh âm bán đứng hắn. Người các ngươi thật to gan, các ngươi cũng biết, cũng biết chúng ta là ai. Chúng ta sư huynh, chính là huyền thiên nhai môn hạ thét dài trưởng lão đại đệ tử. Các ngươi, các ngươi dư lại nói, khi cùng hiên viên đêm đen trầm mắt phượng đối diện thời điểm, nháy mắt tiêu tán ở trong cổ họng. Mà sư huynh thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết còn đang không ngừng truyền đến. Lại là đã trở nên hư nhược rồi không ít. Bất luận kẻ nào xem một cái, đều sẽ không muốn xem đệ nhị mắt. Kia đã không thể nói là người, mà càng như là ở vách núi phía trên, kéo dài hơi tàn mấp máy dãy rụa không rõ vật thể. Những người này, cư nhiên thật sự đem sư huynh lột ra. Thật sự là thật là đáng sợ hiên viên đêm hơi hơi nâng cầm lên nhàn nhạt nói lãnh chi không phải làm ngươi xuống tay nhẹ một ít sao mục lãnh chi hơi hơi khom lưng cười nói ngài yên tâm thuộc hạ có chừng mực tuy rằng chóc hắn ra thịt chính là kia nội tạng chính là đều lưu trữ một cái không nhúc nhích đâu như thế hắn là tuyệt đối sẽ không chết là sẽ không chết nhưng lại là sống không bằng chết chương 555, tự mình nghênh đón. Một vạn một. Mấy người kia đã cả người cứng đờ, nói không ra lời. Thân phận cũng đã nói rõ, hơn nữa đối phương hiển nhiên là cùng sư huynh nhận thức nhưng lại vẫn như cũ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Hiển nhiên là cố ý vì này. Sinh tử trường hợp bọn họ cũng là gặp qua không ít chính là như vậy cảnh tượng lại là vẫn như cũ làm người nhịn không được lông tơ đếm ngược. Kia liếc mắt một cái, đã cũng đủ trở thành người cả đời ác mộng, vớt đi không được toàn thân làn da đều bị bong ra từng màng chỉ còn lại có đỏ tươi huyết nhục ở mấp máy thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn đến sâm sâm bạch cốt mà nếu là nhìn kỹ thật đúng là có thể nhìn đến hắn lồng ngực trong vòng ngũ tạng thậm chí hắn trái tim còn ở nhảy lên chính là lại làm người xem đến trong lòng run sợ các ngươi các ngươi rốt cuộc là người nào một người gian nan nốt khẩu nước miếng nhìn bọn họ ánh mắt đã mang lên thật sâu sợ hãi này đó thậm chí đều không xem như người Mục Lãnh Chi hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nói: "Chúng ta bất chính là các ngươi muốn cướp đoạt Tơ Vàng Linh Vương người sao? Lúc trước ta nhớ rõ, các ngươi còn nói, nếu là Tơ Vàng Linh Vương đã khế ước liền." Mấy người kia tức khắc sắc mặt trắng bệch. "Kia không phải chúng ta nói. Đối, chúng ta đều không có nói như vậy, nhất định là các ngươi nghe lầm." Chê cười là cá nhân đều nhìn ra tới, này tơ vàng linh vương chính là ở cái kia một thân hồng y an an tĩnh tĩnh đứng nữ tử trên người. Mà cái kia một thân hắc y, dung nhan thanh quý thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân, hiển nhiên đối nàng đau sủng đến cực điểm. Bọn họ nếu là muốn đoạt nàng tơ vàng linh vương, chỉ sợ kết cục sẽ không so sư huynh hảo bao nhiêu. Bọn họ thà rằng trực tiếp đã chết cũng không nghĩ như vậy xỉ nhục mà thống khổ chết đi. Mục lãnh chi hơi hơi nhướng mày, Nga không phải các ngươi nói các ngươi là đang nói chúng ta lỗ tai đều điếc mấy người kia thiếu chút nữa quỳ xuống tới không không phải là là kia lời nói là sư huynh nói đúng vậy là sư huynh vừa rồi nói một người làm như bị buộc nóng này liền lời này đều bất quá đầu óc nói ra mà lời này vừa ra tới lại là lập tức được đến những người khác hưởng ứng không sai là sư huynh nói chính là hắn tìm được rồi tơ vàng linh vương rơi xuống, sau đó mang theo chúng ta tới. Chúng ta mặt khác cái gì cũng không biết a. À. Nghe nói bọn họ như vậy cực lực biện giải, ngay cả một bên thương ly đều nhịn không được cười lạnh lên. Này đó cái gọi là huyền thiên nhai người, thoạt nhìn thật đúng là chẳng ra gì. Tuy rằng không biết hiên viên đêm cùng bọn họ như thế nào sẽ có xích mích hơn nữa thoạt nhìn là không chết không ngừng cái loại này, nhưng là liền hướng về phía những người này bộ dáng cũng có thể nghĩ đến, kia huyền thiên nhai phía trên cũng đều là một ít thứ gì. Đều là một môn, ở sống chết trước mắt lại là không chút do dự đem chính mình sư huynh đẩy ra, như vậy tâm tính cũng thật là làm người ghê tởm. Mục Lãnh mặt lộ nghi hoặc, làm như không quá tin tưởng. Nga, thật vậy chăng? Vài người vội vàng gật đầu. Chúng ta, chúng ta cũng là bị sư huynh mang đến, chúng ta cái gì đều không có làm a. À. Còn thỉnh ngài buông tha chúng ta. Mục Lãnh chi cười nhạo một tiếng. Các ngươi như vậy tùy tiện chỉ trích, đó là trông cậy vào chúng ta đem các ngươi thả, các ngươi không khỏi cũng quá mức thiên chân chút. Vài người hai mặt nhìn nhau, kia kia ngài tưởng làm sao bây giờ? Dù sao, hôm nay tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Dù sao thoạt nhìn, là sư huynh đắc tội những người này. Nếu là đem sư huynh đẩy ra, nói vậy vẫn là có hy vọng chạy thoát. Mục lãnh chi vươn ra ngón tay, chỉ hướng kia bị đinh ở vách núi phía trên nam nhân, khóe môi ôn hòa cười, lúc này lại làm nhân tâm trung kinh sợ. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không giống như các ngươi theo như lời như vậy? Vài người nghe vậy, tâm đột nhiên nhắc lên, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt cuối cùng chỉ phải gian nan gật đầu. Hào, mục lãnh chi làm như có chút vừa lòng gật gật đầu ngược lại nhìn về phía kia nam nhân, thanh âm trong sáng, lại là rõ ràng truyền tới người nọ bên tai. Diệp thêm, người này đó đồng môn sư để, đều nói lúc trước là ngươi mang theo bọn họ tới cướp đoạt tơ vàng linh vương, cũng là ngươi nói, nếu là tơ vàng linh vương đã bị người khế ước. Liền phải nô dịch người nọ, phải không? Trong sáng ôn hòa thanh âm, ở trong tối trầm màn đêm bên trong, truyền cực xa ẩn ẩn truyền đến tiếng vang, ở người trong lòng bồi hồi gột dừa. Mấy người trong lòng nhảy dựng những người này quả nhiên nhận thức sư huynh. Khẩn trương vạn phần nhìn qua đi tuy rằng cảm thấy sư huynh lúc này khả năng liền lời nói đều cũng không nói ra được nhưng là vẫn là lòng có bất an. Rốt cuộc dựa theo sư huynh tính cách, khẳng định là sẽ không hy sinh chính mình cứu trở về bọn họ tánh mạng. Kia cơ hồ đã huyết nhục mơ hồ, khó có thể phân biệt nam nhân, bởi vì cực hạn thống khổ, phát ra cực kỳ thảm thiết tiếng quá tháo, nguyên bản bởi vì ước chừng không có sức lực cho nên thanh âm đã mỏng manh xuống dưới, nhưng mà lúc này đi, lại là lần thứ hai liều mạng mà dẫy rụa lên. Một đôi tràn đầy vết máu trong mắt nhất thời nhìn lại đây. Giống như lệ quỷ, a à, mấy người kia thấy vậy, đều là hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Bị như vậy tràn đầy oán hận đôi mắt nhìn, là cá nhân đều chịu không nổi, phảng phất ngay sau đó, liền sẽ bị hắn kéo vào địa ngục giống nhau. Mà lúc này, Diệp thêm trong lòng, cũng là cơ hồ điên cuồng những người này, những người này. Xưa nay hắn đối này mấy cái sư đệ, xưa nay thập phần chiếu cố, bằng không lúc này đây cũng sẽ không mang theo bọn họ mấy cái ra tới. Phải biết rằng, huyền thiên nhai bên trong, muốn lấy lòng người của hắn, chính là nhiều đếm không xuể. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ lại là muốn trực tiếp lợi dụng hắn đổi lấy sinh tồn cơ hội. Tưởng bờ, hừ, những người này, cho rằng đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến hắn trên người bọn họ là có thể đào thoát sao ngây thơ chê cười bởi vì trên người da thịt đều đã bị bong ra từng màng thậm chí liền mí mắt đều bị ăn mòn chỉ còn lại có hai cái đại đại tròng mắt ở hốc mắt bên trong lây dính vết máu thập phần đáng sợ một mảnh màu đỏ bên trong hắn ẩn ẩn có thể nhìn đến kia động thân mà đứng quanh thân thanh lãnh nam nhân hắn đã thấy không rõ tích lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia quanh thân không thể tới gần mũi nhọn mới vừa rồi kia liếc mắt một cái màu bạc quang mang hiện lên ánh sáng hắn thanh quý vô song dung nhan lại là nháy mắt làm hắn lâm vào ác mộng bên trong nhớ tới cặp kia thâm trầm phảng phất có thể nuốt hết hết thảy màu đen mắt phượng hắn nhịn không được thân thể kịch liệt run dày lên bị người này theo dõi bất luận kẻ nào đều không có chạy thoát cơ hội bọn họ liền tính là đem hắn đẩy ra cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá hiển nhiên bọn họ cũng không biết điểm này a à hắn còn có thể nhìn đến kia mấy cái xưa nay đối hắn thập phần cung kính sư để lúc này lại là vẻ mặt nôn nóng thậm chí phẫn nộ nhìn hắn mặc dù cái gì đều không nói hắn cũng có thể nhìn ra tới bọn họ trong mắt ý tứ nhanh lên thừa nhận a à, thừa nhận đây đều là ngươi làm cùng chúng ta không có quan hệ chính ngươi đắc tội người chẳng lẽ còn muốn kéo chúng ta xuống nước sao chúng ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng chết hắn trong lòng cười lạnh lên mấy người kia nhìn đến tình cảnh này, tức khắc trong lòng chợt lạnh. quả nhiên ngay sau đó, hắn run rẩy môi, nghẹn ngào mở miệng. đương đương nhiên là chúng ta, cùng nhau bọn họ mấy cái, ngày thường chính là không thiếu khi dễ nữ nhân. lúc trước còn nói muốn đoạt kia nữ nhân đâu ha 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 ha. kia tiếng cười nguyên bản trầm thấp nghẹn ngào, làm như đã nói không nên lời lời nói, đến cuối cùng lại là càng thêm vang dội tựa hồ đem lồng ngực bên trong sở hữu cảm xúc đều cùng nhau phát tiết ra tới giống nhau thậm chí hắn nói lời này thời điểm trong mắt còn nhìn phượng trường duyệt phương hướng như vậy khiêu khích đã lại rõ ràng bất quá mấy người kia tức khắc chân mềm nhũn cả người như trụy động băng sư huynh không diệp thêm hắn là muốn đem bọn họ đều hại chết sao chúng ta chúng ta không có vài người vội vàng xoay người thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống cái này diệp thêm ngày thường ỉ vào trưởng lão đối hắn tín nhiệm còn có thiếu chủ diều rất thật là không coi ai ra gì lời hắn nói thật sự không thể tin a à. chúng ta chúng ta tuyệt đối không dám mạo phạm hắn hắn đều là vu hãm a à. bỗng nhiên cái kia thân hình nhỏ gầy đáng khinh nam nhân làm như nhớ tới cái gì ánh mắt sáng lên nói ngài nếu là không nghĩ ô uế tay chúng ta tới giúp ngài giết hắn chỉ cần chỉ cần có thể thả ta ta cái gì đều có thể vì ngài làm liền diệp thêm đều trực tiếp bị người như vậy tra tấn có thể thấy được đối phương căn bản không phải bọn họ có thể chống cự loại này thời điểm nói chuyện gì tự tôn nói chuyện gì tôn nghiêm mạng sống mới là thật sự mà hắn như vậy một kêu những người khác cũng như là bỗng nhiên minh bạch lại đây tranh tiên đoạt sau ta ta cũng có thể giết hắn hơn nữa nhất định làm hắn nhận hết tra tấn ngài cứ yên tâm đi a à. ta cũng có thể ta biết hắn trên người nhược điểm chỉ cần có thể thả ta ta khẳng định thế ngài giết hắn trong lúc nhất thời trường hợp lại là có chút phân loạn lên một khắc trước thời điểm ai cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có cảnh tượng như vậy này mấy cái nhìn như trung thành đồng môn sư đệ ở như vậy thời điểm lại là ở khẩn cầu giết sư huynh cơ hội diệp thêm nghe được chỉ là cười lớn hơn nữa thanh chỉ là lại là nhiều vài phần thê lương cùng đau buồn càng nhiều lại là chào phúng ha 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 các ngươi cho rằng, như vậy, hắn, hắn liền sẽ thả các ngươi sao? Ha a à, dịp thêm thanh âm đột nhiên im bặt mọi người quay đầu lại nhìn lại, lại thấy hắn trong mắt. Lại là ở mới vừa rồi kia trong nháy mắt bạo liệt mở ra. Cả khuôn mặt đều là huyết, thoạt nhìn vạn phần làm cho người ta sợ hãi. Mà hắn cũng bởi vì này kịch liệt đau đớn, mà cả người kịch liệt run rẩy lại là liền thanh âm đều phát không ra. Chỉ còn lại có thấp thấp giống như gần chết ma thú giống nhau rên gì hiên viên đêm thu hồi ngón tay này đôi mắt đã sớm nên phế đi vài người tức khắc cũng không nói chuyện nữa không biết vì sao này nam nhân chỉ là đứng ở chỗ này thậm chí liền cảnh giới đều không có hiển lộ lại là làm nhân sinh ra một cổ vô pháp tới gần thậm chí liền ngước nhìn đều cảm thấy xa xôi không thể với tới khí thế hắn bạo diệp thêm đôi mắt chẳng lẽ là bởi vì hắn mới vừa rồi nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái vài người trong lòng đồng thời hiện lên cái này đoán rằng, tức khắc sắc mặt càng thêm trắng bệch. Mới vừa rồi, bọn họ thật là nói một ít, hắn hẳn là không có nghe được đi. Ngay sau đó, đó là nghe được kia nam nhân thanh lãnh giống như ngọc thạch đánh nhau thanh âm. Nếu bọn họ tưởng, khiến cho bọn họ cùng lên đi. Ai trước hết giết diệp thêm, liền, lời còn chưa dứt cái kia thân hình nhỏ gầy nam nhân, đó là đã vụt ra. Thẳng đến diệp thêm mà đi. Trước hết giết diệp thêm trước hết giết hắn, liền có thể mạng sống. Thấy vậy, mặt khác mấy người cũng là nháy mắt phản ứng lại đây, sắc mặt trầm xuống, cũng là lập tức đuổi theo. Nếu là, chỉ có một người có thể sống, như vậy nhất định phải là chính mình. Oanh! Còn chưa tới đạt trói mắt linh lực đó là nháy mắt vứt ra. Hung hăng oanh kích ở diệp thêm trên người. Một phủng huyết hoa, chợt nổ tung. Diệp thêm lúc này, liền thống khổ gào giống đều không thể phát ra, chỉ phải như vậy sinh sôi bị ngay sau đó, càng nhiều công kích cũng là liên tiếp di chuyển ở hắn trên người. Phanh, một đạo quyền ảnh oanh ra, nháy mắt đem hắn vai trái oanh nát như. Mà kia khối đâm xuyên qua hắn vai trái bén nhọn cục đá cũng là nháy mắt hóa thành bột mịn. Thần thể hắn đó là giống như một cây huyết đoàn đột nhiên rơi xuống. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Vốn dĩ ở cuối cùng một người thấy vậy tay mắt lanh lẹ, lại là trực tiếp vọt tới phía dưới. Một chân hung hăng đá vào diệp thêm trên người này một chân dùng thập phần lực lượng, tức khắc làm hắn trào ra không ít huyết, thậm chí làm diệp thêm xương đùi, đều đào xuyên mà ra, từ đầu gối phương đâm ra. Xâm xâm bạch cốt, trong đêm tối bên trong, thừa dịp huyết sắc càng thêm thấm người. Những người khác thấy vậy, tức khắc đôi mắt đều đỏ như thế nào có thể bị người đoạt trước. Này đê tiện tiểu tử. Mà người kia còn ở trong lòng đắc ý, thấy chính mình đem dịp thêm xương đùi đá ra, tưởng cũng biết khẳng định thống khổ vạn phần, cũng không biết người nọ nhìn đến có thể hay không buông tha hắn một mạng. Như vậy nghĩ, hắn đó là lập tức vọt đi lên, liền muốn trực tiếp tính toán đào ra diệp thêm ngũ tạng. Nhưng mà chưa đến, vài đạo hùng hồn linh lực lại là nháy mắt đem hắn khóa chủ. Các ngươi làm cái gì? Hắn kịch liệt dãy rủa cáu giận nhìn về phía mấy người kia tức khắc minh bạch cái gì? Các ngươi muốn giết ta? Các ngươi điên rồi sao? Kia mấy người lại là chút nào không màng? Cười lạnh một tiếng, rồi nổi tập trung ra tay bọn họ thực lực đều kém không lớn như vậy vây công nam nhân kia nháy mắt rơi vào hạ phong trên người cũng là nháy mắt xuất hiện vô số vết thương vì dự phòng những người khác trước hết giết diệp thêm chỉ phải như vậy thực mau nam nhân kia liền may một hơi thở gắt gao chừng mắt mấy người kia phanh liền thân thể hắn cũng hoàn toàn tổn hại phân liệt mở ra bất quá là trong nháy mắt bọn họ đó là giết một cái người một nhà hơn nữa là như vậy hoang đường lý do mục lãnh chi nhìn ánh mắt lạnh băng khóe miệng ý cười càng thêm trào phúng này đó huyền thiên nhai người quả nhiên vẫn là giống như trước đây phượng sâm cùng thương ly trao đổi một ánh mắt bọn họ thậm chí không có động thủ những người này liền chính mình đánh lên hơn nữa ra tay tàn nhẫn chiêu chiêu trí mệnh hận không thể đem đối phương trực tiếp chém giết ai lại xem ra bọn họ vốn là đồng môn mà bên kia, ở người kia đã chết lúc sau, mấy người kia đó là liên tiếp nhằm phía Diệp Thêm. Diệp Thêm lúc này đã ngã ở gập gềnh trên mặt đất dính nhớp huyết nhục dính đầy cho bụi cùng đá. Làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn thậm chí muốn ngất xỉu, lại phát hiện không biết vì sao chính mình thần chí vẫn luôn thập phần thanh tình. Hắn như thế nào còn không có hôn mê. Phượng Sâm hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấp giọng dò hỏi, thương ly trầm mặc một lát lại nghe mục lãnh chi cười mở miệng bởi vì lúc trước sợ hắn chống đỡ không được ta đã cho hắn uy đan dược. Cho nên, hắn trong khoảng thời gian này đều sẽ thập phần thanh tình. Như vậy thủ đoạn, đã không phải tàn nhẫn có thể hình dung. Thương ly khẽ thở dài một cái, trách không được ta vừa mới tự hồ nghe thấy được đan dược hương vị. Thì ra là thế, mục lãnh chi luôn là mang theo vài phần ôn hòa cười, chính là nếu là thật sự ra tay. Thật sự là mà bên kia kia diệp thêm cũng rốt cuộc phát hiện không đúng lại là đã không còn kịp rồi mấy người kia phía sau tiếp trước sông lên đi sôi nổi ra tay đều là hết toàn lực đồng thời lẫn nhau chi răn cũng là từng người ra tay sợ người khác dành trước đem diệp thêm giết một mảnh hỗn loạn đoàn người nhìn bọn họ đều là lâm vào không tiếng động mưa to tầm tã phong lôi từng trận kia không ngừng lăn xuống cục đá cùng bùn lầy đưa bọn họ trên người làm cho thập phần chật vật thậm chí liền huyết xác đều nhìn không tới chỉ có thể người được mặc dù là tại đây mưa to bên trong cũng vẫn như cũ càng thêm nồng đậm huyết tinh khí. Không biết qua bao lâu, trong sân một mảnh hỗn loạn rốt cuộc ngừng lại. Dư lại cái kia thân hình nhỏ gầy nam nhân, hắn lúc này trên người cũng tràn đầy vết thương, thậm chí trên mặt cũng đều là giữ tợn vết máu, nhưng mà hắn biểu tình lại là thập phần hưng phấn. Đôi mắt cơ hồ đều sáng lên, mang theo quỷ dị ánh sáng, tựa hồ si ngốc giống nhau. Hắn dưới chân, tứ tung ngang dọc đảo những người khác thi thể. Nhóm người này người, chỉ còn lại có hắn còn sống. Hắn lòng tràn đầy hưng phấn nghĩ, cuối cùng đưa bọn họ đều giết, chính mình có thể sống sót. Đương nhiên, còn muốn hoàn thành này cuối cùng một bước diệp thêm còn thanh tỉnh tồn tại. Hắn đi đến diệp thêm trước người, giữ tợn thần sắc còn không có thu liễm, thấp thấp cười. "Sư huynh, xin lỗi." Diệp thêm không nói gì, cũng đã không có bất luận cái gì sức lực nói chuyện, chỉ là tràn đầy trào phúng cười. Kia nam nhân lại cho rằng hắn chỉ là oán hận, chỉ là cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Ai làm ngươi đắc tội người, còn làm hại chúng ta đều đã chết. Người yên tâm, trở về lúc sau, ta khẳng định sẽ nói cho trưởng lão cùng thiếu chủ, là ngươi vì cướp đoạt tơ vàng linh vương. Đem các sư huynh đệ đều đẩy ra tới, cuối cùng vẫn là bị giết, mà ta chỉ là may mắn thoát đi nói hắn trên tay một trận màu trắng linh lực lóng lánh chỉ cần hủy hoại hắn tiểu không gian đó là có thể hoàn toàn giết hắn hắn âm lãnh cười chợt ra tay suy một đạo mạnh mẽ lực lượng bỗng nhiên truyền đến hắn không hề phòng bị nháy mắt quay đầu kinh hoàng muốn tránh né lại vẫn như cũ trực tiếp bị oanh đi ra ngoài hắn phun ra một bóng máu khiếp sợ sợ hãi nhìn mục lãnh chi ngươi các ngươi không phải nói, ai giết Diệp thêm, liền chúng ta chính là cái gì cũng chưa nói. Mục lãnh chi cười ấm áp, hơn nữa, hắn Diệp thêm, chỉ có thể chúng ta sát hiểu không? Người kia tức khắc sắc mặt trắng bệch, sai rồi, đều sai rồi, bọn họ cư nhiên các ngươi đê tiện. Cảm nhận được thân thể trong vòng linh lực ở điên cuồng trôi đi, thậm chí xương cốt cũng kế tiếp vỡ vụn, hắn trong lòng tức khắc dâng lên thật lớn khủng hoảng cùng phẫn nộ mục lãnh chỉ ý cười hơi liễm, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, như là nhìn xuống con kiến. Các người giết hại lẫn nhau, quấy được người khác, người nọ tức khác nói không ra lời. Đúng vậy, đối phương thậm chí liền lời nói cũng chưa nói xong. Bọn họ cũng đã chính mình đánh giết lên bọn họ đều không có động thù. Là chính bọn họ giết người một nhà. Nhưng, như thế nào sẽ có người như vậy? Đê tiện vô sỉ cực kỳ. Hơn nữa, nếu nói như vậy mục lãnh chi lắc đầu làm như đáng tiếc người nói không tồi bọn họ đều là vì cướp đoạt tơ vàng linh vương mà chết mà hung thủ đúng là ngươi xem bọn họ trên người vết thương nhiều rõ ràng chính là các ngươi huyền thiên nhai chính mình chiêu số người nọ thân thể suy sụp ngã xuống cả người run rẩy diệp thêm chỉ có thể nghe cái gì cũng nhìn không tới bất quá lại không ảnh hưởng hắn suy ra trước mắt tình hình tức khắc nở nụ cười nên đều là xứng đáng gặp được nam nhân kia thời điểm, hắn liền biết khẳng định là sống không được. Bất quá lại là muốn đem tin tức này đưa trở về. Hắn thân thể vẫn không nhúc nhích ngay sau đó, lại là đột nhiên nổ tung. Bên cạnh kia nhỏ gầy nam nhân cả kinh hắn cư nhiên tự bảo. Linh thánh cường giả tự bảo tuyệt đối không phải việc nhỏ. Dù cho lúc này hắn đã hấp hối, nhưng là thân thể trong vòng, mỗi một tấc huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng cũng sẽ theo lúc này đây tự bảo mà toàn bộ bộc phát ra tới trong đó lực lượng có thể nghĩ linh thánh cường giả đã xây dựng chính mình tiểu không gian mặc dù là thân thể tổn hại chỉ cần linh hồn bất tử liền có cơ hội làm lại từ đầu mà một khi tự bảo liền không còn có còn sống khả năng cho nên đường nhìn đến hắn lại là như vậy trực tiếp lựa chọn tự bảo kia nhỏ gầy nam nhân cũng là nháy mắt kinh ngạc đến ngây người rồi sau đó theo bản năng liền phải chạy trốn chỉ là hắn lúc trước chiến đấu đã tiêu hao đại bộ phận năng lượng mới vừa rồi lại bị mục lãnh chi nhất đập trung hiện giờ bị thương trồng chất căn bản trốn tránh không kịp hắn thân ảnh nháy mắt bị kia cường đại năng lượng cắn nuốt vô số huyết nhục vẩy ra lại là lại nhanh chóng bị kia mạnh mẽ năng lượng hoàn toàn cắn nuốt cho đến mai một vô số loạn thạch cùng bụi đất phi dương từ kia hai người nơi địa phương vì trung tâm một cổ vô hình dao động hướng tới chung quanh khuếch tán mà đi sụp đổ sơn thể tức khắc lần thứ hai sụp đổ mà đất cũng bị chợt nhấc lên. Trong lúc nhất thời cơ hồ thấy không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mục lãnh chi dương tay bày ra một tầng kết giới. Đem kia điên cuồng kích động năng lượng toàn bộ vây ở trong đó. Rồi sau đó, hai tay trưởng biến ảo tư thế, linh lực điên cuồng hội tụ lên. Hắn dương tay, một đạo bạc lượng sắc quang nhận, nháy mắt từ giữa không trung phía trên xuất hiện. Muốn chính mình chết kia cũng đến xem bọn họ có phải hay không đồng ý. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, bàn tay đột nhiên rơi xuống. Kia một đạo bạc lượng sắc trường kiếm cũng là hướng tới kia một đoàn quang ảnh bên trong mà đi. Nhưng mà ở kia kiếm sắp rơi xuống thời điểm, lại có một cây đao dẫn đầu xuất kích. Trực tiếp chém xuống. Kia đoàn quang ảnh lại là nháy mắt bị chặt đứt thành hai nửa, mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào, đem chung quanh hết thảy đều ném đi. Diệp Thêm cùng nam nhân kia thân thể, tự nhiên sớm đã bị này năng lượng treo cổ không còn một mảnh, nhưng mà linh hồn thể muốn tử vong lại là không có nhanh như vậy. Vì thế, đường kia một đoàn hỗn loạn cảnh tượng bị bổ ra, mọi người đó là rõ ràng nhìn đến hai luồng có chút phiếm màu đen quang đoàn đang ở kia trong đó. Giống nhau linh hồn thể đều là nửa trong suốt màu trắng, nhưng mà này hai luồng lại là nổi lên nhàn nhạt màu đen, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Đó là Diệp Thêm hai người linh hồn thể thoạt nhìn bọn họ tựa hồ đều ở chịu đựng cuối cùng tra tấn, không nghĩ tới lại là bị người lần thứ hai chém giết theo bản năng liền phải chạy trốn. Nhưng mà này chung quanh kích động năng lượng, đã nhắc lên cơn lốc sao có thể như vậy dễ dàng mà chạy ra. Kia đao ảnh rơi xuống, nháy mắt phách đoạn, kia hai luồng quang đoàn, điên cuồng chạy trốn, lại là vẫn như cũ bị hung hăng chém xuống. Một đao mà xuống, trở thành hai nửa, rồi sau đó, ầm ầm tiêu tán loáng thoáng tựa hồ còn có thể nghe được kia thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết nhưng mà cuối cùng kia hai người cũng rốt cục là hoàn toàn tiêu vong cuồng phong dần dần bình ổn vô số bùn lầy lăn xuống mà xuống nhanh chóng đem kia hết thầy cảnh tượng vùi lấp ai cũng nhìn không ra nơi này đã từng phát sinh quá như thế nào thảm thiết chém giết mưa to tựa hồ cũng rốt cuộc giảm nhỏ một ít có vẻ giữa sân càng thêm an tĩnh mộ hạ ngươi như vậy giống như không tốt lắm đâu Ta này kiếm đều phải rơi xuống đi, ngươi nửa đường sát ra, đoạt trước. Mục lãnh chi nhìn về phía một bên mộ hạ, hơi hơi nhướng mày. Mộ hạ thủ đoạn run lên, kia đại đau đó là nháy mắt thu hồi, cũng không quay đầu lại. Ngươi quá chậm, mục lãnh chi nháy mắt nghẹn một chút. Sao có thể là hắn quá chậm? Diệp thêm lựa chọn tự bảo, thân thể ở trong khoảnh khắc liền sẽ tổn hại, mặc dù là hắn thân là linh thánh, linh hồn thể chống đỡ thời gian tương đối lâu khá vậy chỉ là trong nháy mắt hắn mới vừa rồi ra tay đã muốn giết hắn được chứ chính nàng cướp được phía trước động thủ còn trách hắn quá chậm huống chỉ từ mới vừa rồi bắt đầu vẫn luôn là hắn ở xử lý việc này nàng cái gì cũng chưa nói qua cũng nhìn không ra có cái gì động thủ tính toán ai biết nàng tới như vậy một tay hắn xoa xoa mày người có phải hay không chuyên môn cùng ta đối nghịch kia diệp thêm ta chỉ là tưởng thân thủ giết thật xảo ta cũng muốn làm như vậy Mộ hạ chút nào không dao động, chỉ là dơ dơ lên mi, rốt cuộc nhìn hắn một cái. Kia liếc mắt một cái xem mục lãnh tri tâm trung vừa động, bởi vì hắn cũng xem ra tới, nàng là thật sự cũng rất muốn đem dịp thêm giết. Mà nàng cũng đích xác ra tay, trong cổ họng nói nuốt đi xuống, một lát hắn nhìn như ôn hòa cười. Nếu như vậy, hắn coi như là ta nhường cho ngươi. Tiếp theo cũng không nên cùng ta đoạt, dù sao, nếu đã trở về, mặt sau chờ giết người còn không ít mộ hạ lại là xoay người hơi hơi nâng lên cằm kia cần phải xem bản lĩnh của ngươi mục lãnh chi vừa định muốn lại nói điểm cái gì lại cảm giác bị người kéo một chút quay đầu nhìn lại lại là tạp tây nhĩ làm cái gì hắn kỳ quái hỏi tạp tây nhĩ nhìn hắn ánh mắt càng thêm kỳ quái trên dưới cẩn thận đánh giá hắn một vòng thẳng đến mục lãnh cực nhanh chịu không nổi thời điểm mới để sắt vào một bước tấp giọng nói huynh để ngươi chẳng lẽ vẫn luôn là như vậy như vậy cái dạng gì nhìn đến hắn đáy mắt nghi hoặc tạp tây nhĩ nâng nâng cầm ý bảo mộ hạ rời đi phương hướng. Mục lãnh chi hơi hơi nhíu hạ mi thực mau giãn ra khai, làm sao vậy? Tạp tây nhĩ do dự một chút, hỏi, người chẳng lẽ vẫn luôn cùng nàng đều là như thế này? Đối chọi gay gắt. Mục lãnh chi hơi hơi nheo lại mắt cái gì đối chọi gay gắt. Hắn cảm thấy kia đối thoại không có gì vấn đề a à? Tạp tây nhĩ nghe vậy cùng xem cái ngốc tử giống nhau nhìn hắn trầm mặc một lát mới nói. Huynh đệ, ngươi biết vì cái gì ngươi chủ tử liền hài tử đều có, mà ngươi còn liền nhân ra tay nhỏ cũng chưa kéo qua. Mục lãnh chi tức khắc ho khan lên, kéo tay nhỏ, này tạp tây nhĩ có thể hay không không cần như vậy đáng khinh. Tạp tây nhĩ tức khắc hiểu rõ nhìn hắn thập phần đồng tình. Ai muốn, ai muốn kéo ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mục lãnh chi nhất khi không khống chế được trước hai chữ thiếu chút nữa cao giọng hô ra tới, rồi sau đó nhanh chóng đè thấp thanh âm tựa hồ còn có điểm xấu hổ buồn bực tập tây nhĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn hận sắt không thành thép lắc đầu huỳnh đệ a à, xem ở ngươi làm việc nhi thực cùng bổn thiếu gia khẩu vị ta mới như vậy nhắc nhở ngươi a à. là cá nhân đều nhìn ra tới ngươi đối người mưu đồ gây rối ngươi còn trang cái gì mục lãnh chi trầm mặc một lát ta cũng không tính toán trang chính hắn tâm ý chính hắn minh bạch mà nàng cũng minh bạch chỉ là nàng thích động thủ ngươi khiến cho nàng động thủ a à làm gì muốn tranh cái cao thấp. Sách phía trước còn cảm thấy người thông minh tưởng, hiện tại xem. Người đối với người như vậy thái độ thật là xứng đáng a à, xứng đáng. Mục lãnh dưới ý thức muốn phản bác. Rốt cuộc là nàng quan trọng, vẫn là người tự cho là đúng quan trọng, chính người nghĩ kỹ lạc. Tạp tây nhĩ hơi hơi nhướng mày, nói xong câu đó. Đó là xoay người sang chỗ khác. Ai, ngươi? mục lãnh chi còn muốn nói điểm cái gì đó là nhìn đến tạp tây nhĩ biểu tình nháy mắt sáng lạn lên mặt mày chi gian nháy mắt hiện lên ôn nhu vui sướng chi sắc đặc biệt là một đôi mắt đào hoa mặc dù là từ bên cạnh xem cũng vẫn như cũ có thể xem ra như vậy liễm diễm sinh sống hắn sửng sốt quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn đến đế á đang từ giữa không trung phía trên lăng không mà đến tạp tây nhĩ vươn hai tay yêu nghiệt dung nhan tràn ra tươi cười đó là giống như nhất mị hoặc quyến rũ hoa đế á. Hắn chỉ hô này một tiếng, ai cũng không biết hắn lồng ngực bên trong, kích động nhiều ít cơ hồ tràn ra tới vui mừng. Bọn họ đã ở bên nhau, danh chính ngôn thuận. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, hắn liền nhịn không được khóe miệng dơ lên, thậm chí mặt mày đều toát ra vài phần không thể nhìn gần diễm sắc. Như vậy quyến rũ mị hoặc đặt ở nam nhân trên người. Tựa hồ luôn là dễ dàng có vẻ có chút nữ khí, nhưng là tạp tây nhĩ lại sẽ không hắn tự hồ từ nhỏ đó là như thế, một mi liếc mắt một cái, nhất tần nhất tiếu, mang theo tới rồi cực hạn quyến rũ nở rộ, lại vẫn như cũ không giấu nam nhân anh khí. Như vậy cười, không biết cười say bao nhiêu nữ tử, mà nay, lại chỉ vì một người nở rộ. Hắn chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên lên, hô hấp đều ngừng lại, nhìn nàng lăng không mà đến, muốn đem nàng ôm vào trong lòng, muốn gắt gao ôm nàng. Nàng càng ngày càng gần tập tây nhĩ chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng lại vẫn là có một tia khẩn trương. Đế á thân hình rốt cuộc tới gần, trên mặt mang theo lộng lẫy tê cười, một đôi mắt hạnh rực rỡ lấp lánh, mặc dù là ám dạ bên trong, khóe miệng nàng độ cung, cũng rõ ràng có thể thấy được. Tập tây nhĩ lặng lặng chờ, khóe miệng lại là đã gợi lên trường duyệt. Đế á cười hô lên thanh, thẳng đến phượng trường duyệt mà đi. Tạp tây nhĩ cảm thụ được kia nhanh chóng phất quá một trận gió, cả người cứng đờ, hai tay còn vẫn duy trì vươn động tác muốn ôm người. Lại là đã mắt nhìn thẳng vọt qua đi. Trường duyệt, ngươi không sao chứ, bảo bảo không có việc gì đi. Ai nha, ta lúc ấy không biết như thế nào liền ngất xỉu. Mới vừa rồi mới nhớ tới. Ai, rốt cuộc có thể yên tâm. Đế Á cao hứng phấn chấn chạy tới Phượng Trường Duyệt trước mắt trên dưới đánh giá nàng một vòng xác định nàng xác không có việc gì mới rốt cuộc phun ra một hơi cười càng thêm đường hoàng lộng lẫy thật sự là quá tốt ha ha Đế Á lúc này quá mức kích động thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh thẳng phóng khí lạnh hiên viên đêm trong mắt chỉ có Phượng Trường Duyệt chỉ kém không có đi lên xoa bóp có phải hay không thật sự thực hào một đôi mắt hạnh cũng là quay tròn truyền không ngừng dừng ở Phượng Trường Duyệt bụng nhỏ phía trên. Nghe nói trước mấy tháng đều thực vất vả đâu, bất quá trường duyệt ngươi lợi hại như vậy, khẳng định không thành vấn đề lạp. Phượng trường duyệt đều đã cảm thấy được hiên viên đêm tự hồ ở nghiến sang ngươi là nói ta sẽ chiếu cố không hảo duyệt nhi. Hiên viên đêm thanh lãnh thanh âm giống như mang theo băng cha. Ánh mắt bình tĩnh, không biết vì sao, trung quanh độ ấm lại là nháy mắt hàng không ít. Mọi người yên lặng quay đầu đi, chính mình tìm đường chết thật là tưởng cứu cũng cứu không được a à, a. À. Đế Á tự hồ lúc này mơ ý thức được bên cạnh còn đứng một cái, ngẩng đầu liền nhìn đến Hiên Viên đêm ám trầm mắt phượng, tức khắc trong lòng một cái run run. "Má ơi, như thế nào đã quên gia hỏa này cũng ở?" Nàng trong lòng vừa chuyển, lúc này mơ ý thức được chính mình ngay trước mặt hắn, Hoài Nghi Trường duyệt an toàn, chẳng phải chính là Hoài Nghi hắn, không thể hảo hảo chiếu cố Trường duyệt. Gia hỏa này nàng nhưng không thể trêu vào a. À? Đế Á ngượng ngùng cười, "Đương nhiên đương nhiên không phải là ta chính là lo lắng sao?" Ha ha, ha ha, hắc hắc hiên viên đêm ánh mắt khẽ nâng, dừng ở tập tây nhĩ trên người. Tập tây nhĩ cũng đầy mặt u oán, thậm chí đã không dành bận tâm hiên viên đêm cảnh cáo. Hắn hiện tại thực bị thương được chứ? Mục lãnh chi trên mặt lại treo lên thói quen tính tươi cười tiến lên vỗ vỗ tập tây nhĩ bả vai. Nguyên lai, like, nàng vẫn luôn đối với ngươi, đều là như thế này. Hắn lắc đầu, làm như đáng thương, lại là đồng tình đều cái này phần thượng, ngươi phân lượng giống như cũng không phải thực trọng a à, tạp tây nhĩ lướt mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cũng nhe răng cười rộ lên. Tổng so, người cái này đồng tử thân hào. Mục lãnh chi thức khắc sắc mặt cứng đờ, tạp tây nhĩ lại là đã đầy mặt u oán bôn đế á mà đi. Tức. Phụ nhi, hạ một đêm mưa to, rốt cuộc ngừng lại. Mọi người nghỉ ngơi lúc sau, cũng lần thứ hai khởi hành. Ai? Nàng trong lòng vừa chuyển, lúc này mới ý thức được chính mình ngay trước mặt hắn, hoài nghi trường duyệt an toàn, chẳng phải chính là hoài nghi hắn không thể hảo hảo chiếu cố trường duyệt. Gia hỏa này nàng nhưng không thể trêu vào A. Để Đế á ngượng ngùng cười, đương nhiên đương nhiên không phải là. Ta chính là lo lắng sao. Ha ha, ha ha, hắc hắc hiên viên đêm ánh mắt khẽ nâng, dừng ở tập tây nhĩ trên người. Tập tây nhĩ cũng đầy mặt u oán thậm chí đã không dành bận tâm hiên viên đêm cảnh cáo. Hắn hiện tại thực bị thương được chứ? Mục lãnh chi trên mặt lại treo lên thói quen tính tươi cười tiến lên vỗ vỗ tạp tây nhĩ bả vai. Nguyên lai like, nàng vẫn luôn đối với ngươi đều là như thế này. Hắn lắc đầu làm như đáng thương lại là đồng tình. đều cái này phần thượng ngươi phân lượng giống như cũng không phải thực trọng a à, tạp tây nhĩ lướt mắt nhìn hắn bỗng nhiên cũng nhe răng cười rộ lên. tổng so ngươi cái này đồng tử thân hảo. Mục lãnh chi thức khắc sắc mặt cứng đờ tạp tây nhĩ lại là đã đầy mặt u oán bôn đế á mà đi tức phụ nhi hạ một đêm mưa to rốt cuộc ngừng lại mọi người nghỉ ngơi lúc sau cũng lần thứ hai khởi hành ai tạp tây nhĩ một câu phá hỏng đế á tức khắc nhụt chí ngay cả nàng cũng cảm thấy chính mình như vậy hình như là có điểm xin lỗi hắn người lúc ấy ở trong sơn động nói muốn cùng ta tạp tây nhĩ chậm rãi mở miệng tiếng nói kéo trường mặc danh liền mang lên vài phần triền miên ý vị đế á tức khắc bưng kín hắn miệng, cầm miệng, không chuẩn nhắc lại. Cặp tây nhĩ nhìn nàng, ánh mắt tinh lượng quả nhiên nhìn đến trên mặt nàng hiện lên vài phần ửng đỏ, trong lòng cười, rồi sau đó, nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay một hôn, ở nàng tránh thoát phía trước. Dẫn đầu bắt lấy tay nàng. Hảo, không đề cập tới. Rốt cuộc người ta đều nhớ rõ thì tốt rồi. Đế á cảm thấy chính mình tranh bất quá hắn cũng là bình thường, rốt cuộc đối thượng như vậy một cái không biết xấu hổ người. Trên cơ bản không người có thể thắng được. Huống chi, nàng trong lòng cũng đích xác đã hoàn toàn tiếp thu tạp tây nhĩ, tự nhiên sẽ không để ý, chỉ trừ bỏ, làm cho người mật tú ân ái chuyện này. Đương nhiên, bọn họ so bất quá hiên viên đêm cùng phượng trường duyệt rốt cuộc người hiện tại liền hai tử đều có. Nhưng, đề á trong mắt loạn truyền, lại thấy được một bên mục lãnh chi. Không biết vì cái gì, cảm giác lúc này đây gặp mặt lúc sau, này mục lãnh chi cười liền có điểm cứng đờ đâu thật không biết là làm sao vậy. Vô luận như thế nào, đoàn người tốc độ cực nhanh. Rốt cuộc đến một chỗ tương đối náo nhiệt thành. Đan thành, hơi hơi dương mắt liền thấy được này hai cái chữ to, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, có vẻ hết sức sáng người lóa mắt. Tự nhiên sẽ có thành tên, này đây đan mệnh danh. Thường ly nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, rồi sau đó chậm rãi phun ra. Lần thứ hai mở to mắt thời điểm, đôi mắt bên trong hình như có quang mang hiện ra. Nơi này, cư nhiên có nhiều người như vậy ở luyện đan ngôn ngữ bên trong, không thiếu kinh ngạc cảm thán. Phượng Trường Duyệt không nói chuyện, chỉ là đáy mắt lại là nhiều vài phần hứng thú. Phu nhân, này đan thành nhìn như chỉ là một tòa thành, trên thực tế lại là thánh vực bên trong. Sở hữu tu luyện giả nhất không dám mạo phạm địa phương. Mục Lãnh Chi mở miệng giải thích bởi vì nơi này mặt hội tụ toàn bộ thánh vực bên trong, nhất xuất sắc luyện dược sư. Cho nên Mặc dù là mặt khác mấy thế lực lớn cũng đều không dám tùy ý mạo phạm nơi này. Phượng Trường Duyệt tức khắc hiểu rõ, nhìn hắn một cái. Mục lãnh chi tươi cười ấm áp, hơi hơi cúi đầu. Bọn họ dọc theo đường đi, đều là mục lãnh chi ở dẫn đường. Lúc này bất chi bất giác tới rồi này đan thành, nói không phải cố ý, ai tin. Mà mục lãnh chi làm như vậy, thế tất là bị A giả chỉ thị chính là, nàng nguyên bản cho rằng, hắn là trực tiếp tính toán tìm những cái đó cố nhân hiên viên đêm làm như xem đã hiểu nàng tâm tư. Nắm chặt tay nàng, nói. Những cái đó đều không vội. Sớm muộn gì đều có thể làm. Người càng quan trọng, hắn tiếng nói thanh lãnh, lại là mang theo chưa bao giờ đối những người khác ôn nhu. Người ở chỗ này, có thể hào hào nghỉ ngơi. Phượng Trường Duyệt đang muốn muốn hỏi cái gì, lại là bỗng nhiên nghe được bên cạnh một đạo hừ lạnh trào phúng. Hừ, hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, há là cái gì lung tung rối loạn người, là có thể tiến vào sao? Phượng Trường Duyệt quay đầu nhìn lại, chính nhìn đến đoàn người cũng tựa hồ đang định đi vào. Nói chuyện là đằng trước một nữ tử, đoàn người đều mang theo mặt nạ, này đây ở những người khác trong mắt, Phượng Trường Duyệt đoàn người tư dung đều là thập phần bình thường. Nàng kia đánh giá Phượng Trường Duyệt liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng đầu năm nay, cái gì A Miu A Cầu đều muốn tới đan thành. Thật là buồn cười, ai muốn vào thành, cửa thành trông coi người dương giọng dò hỏi. Nàng kia nâng cầm lên, đĩnh đĩnh ngực một thân thon dài màu bạc luyện dược sư bào cũng lay động sinh tư, càng thêm có vẻ nàng trước ngực luyện dược sư huy chương rực rỡ lấp lánh. Chín đạo sóng gợn, hết sức mắt sáng. Tuy rằng cuối cùng một đạo có vẻ rất là ảm đạm, lại cũng là thật thật tại tại cửu phẩm luyện dược sư nàng khóe môi mang cười, ngạo nghễ nói. Thừa dương liễu phi phi, đang ở vây xem người ầm ầm cả kinh, lại là liễu phi phi. Nghe đồn nàng 20 tuổi thời điểm cũng đã đột phá cửu phẩm luyện dược sư. Chính là trăm năm khó gặp thiên tài, nàng cư nhiên tới nơi này. Mục lãnh chi thấp giọng giải thích đan thành mỗi ba năm đều sẽ cử hành luyện đan đại tái, đoạt được quán quân người, đó là đan thành chủ nhân. Có thể điều động đan thành hết thải lực lượng mà này đoạn thời gian đúng là bắt đầu thời gian phượng trường duyệt nhìn về phía hiên viên đêm hơi hơi nhướng mày hiên viên đêm thẳng tắp nhìn nàng mắt phượng bên trong làm như mang theo ý cười bất quá là hạ bút thành văn đồ vật người nếu không thích liền không cần phượng trường duyệt cũng câu môi cười có thể dễ dàng được đến như vậy một cổ lực lượng vì sao không cần kia liễu phi phi thấy bọn họ căn bản không để ý nàng tức khắc nhăn lại mi a à, các ngươi là thứ gì cũng dám tới vân âm giản người tới một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên từ trong đám người phát ra tất cả mọi người là cả kinh rồi sau đó xoay người nhìn lại ngay cả liễu phi phi đều mày nhăn lại quay đầu nhìn lại lại thấy giữa không trung phía trên một đạo màu sắc rực rỡ quang mang nháy mắt hiện lên là bảy màu phượng điểu quả nhiên là vân âm giản người chẳng lẽ vân âm giản đại tiểu thư tới mọi người nghe vậy đều là cả kinh ai đều biết vân âm giản đại tiểu thư vân ngạo san ở luyện dược một đường thượng cũng là tuyệt đối thiên tài liễu phi phi tức khắc cán môi ánh mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm bên kia nàng ở vân âm giản đợi đến hào hảo mà làm gì muốn tới nơi này nếu thật là vân ngạo san tới kia nàng tranh đoạt quán quân khả năng tính khẳng định thiếu rất nhiều kia bảy màu phượng điều nhanh chóng mà đến một trận gió quá không ít người đều là liên tục lui về phía sau mà cửa thành trông coi người lúc này cũng đều là ánh mắt sáng lên vội vàng tiến lên hoan nghênh vân đại tiểu thư bảy màu phượng điều rốt cuộc rơi xuống một nữ tử nhẹ nhàng nhảy xuống rồi sau đó một đội nhân mã nhanh chóng đuổi kịp nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên bất luận kẻ nào đều sẽ lập tức cảm giác được này thật là một cái cực kỳ kiêu ngạo nữ tử cũng là một cái có tư cách kiêu ngạo nữ tử Nàng khuôn mặt minh diễm, dáng người yểu điểu, luôn là hơi hơi dơ lên cầm, lan tràn ra lưu sướng cổ đường cong, mặt mày bể nghễ cao không thể phàn. Nàng xuống dưới lúc sau, lại là xoay người, kéo lại một con mảnh khảnh tay. Mọi người cả kinh, lúc này mới nhìn qua đi chẳng lẽ kia bảy màu phượng điểu thượng còn có người. Lại là một cái thoạt nhìn thập phần nhu nhược nữ tử. Vân mặt lan, liễu phi phi lại là không thấy nàng liếc mắt một cái, chỉ nhìn chăm chăm vân ngạo san sao ngươi lại tới đây? Vân ngạo san cười, như thế nào? Sợ ta tới, này quán quân đã bị ta đoạt sao? Liễu Phi Phi cười lạnh, ai sợ ai? Có bản lĩnh ngươi tới đoạt, vân ngạo san lại là khinh thường lắc đầu. Có thời gian ở chỗ này làm khó dễ người, không bằng chạy nhanh trở về luyện đan. Ngươi! Vân ngạo san lại là đã ngẩng đầu tiến lên. Đi thôi, vân mặt lan lại là không nhúc nhích ánh mắt hơi lóe. Vân ngạo san quay đầu lại. Làm sao vậy? Vân mặt Lan do dự một chút nói, tỷ tỷ ngươi có thể hay không làm cho bọn họ cũng đi vào. Vân Ngạo San quay đầu nhìn lại, hơi hơi nhướng mày. Người này thiện tâm tật xấu muốn sửa sửa, nơi này không phải người nào đều có thể tiến. Vân mặt Lan ngẩng đầu xem nàng, biểu tình có chút kinh ngạc. Vân Ngạo San tức khắc nói, được rồi, xem ở người mặt mũi thượng khiến cho bọn họ cũng vào đi thôi. Vân mặt Lan trên mặt tức khắc tràn ra một nụ cười nhẹ. Chồng coi nhân tâm trung liên tục cảm thán này vài người vận khí thật tốt, một bên tiến lên. "Uy, các ngươi làm Nam Phong Ngâm ra tới." Hiên Viên Đêm Thanh Lãnh mở miệng, tự mình nghênh đón, giữa sân Sở Hữu Thanh âm nháy mắt mai một. Nam Phong Ngâm hiện giờ đan thành chủ nhân, hắn cư nhiên làm Nam Phong Ngâm ra tới tự mình nghênh đón.